Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, sao hôm nay đẹp dữ vậy ta? Chim kêu hót liễu lo, trời mang ánh bình minh. Ôi, nhìn thật là đẹp. Wow, trời ơi, người gì mà đẹp quá vậy trời. Quả không hổ danh là công chúa của đất nước này. Ai, đã xinh đẹp rồi, mà còn lại là công chúa giàu có, nhiều người mơ ước nữa chứ. Ai, mình biết rằng thân phận của mình cũng chỉ là một người hầu thôi. Nhưng mà, ai, nhìn công chúa dễ thương quá, mình cũng thấy thích thích. Nàng công chúa xinh đẹp của ta ơi, ta đến với nàng đây. Ai, công chúa dễ thương. Ai, 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 ai. Nhìn cái gì đó? Người dám nhìn công chúa của ta hả? Dạ, đâu, thần đâu có dám đâu, thưa hoàng tử. Thần chỉ là một người hầu ở trong cái cung điện thôi, thần đâu có dám nhìn công chúa đâu. Thần không có nhìn. Dám nhìn công chúa ở đây hả? Ta mà biết ngươi dám lăm le, dám nhìn công chúa của ta, coi chừng ta. Dạ rồi, em biết rồi, thưa hoàng tử, em biết rồi. Coi chừng nha. Chúa ơi, ta đến với nàng nè. Trời ơi, gì mà hoàng tử ổng cũng dữ vậy trời. Nàng công chúa xinh đẹp ơi, ta là hoàng tử Kairon đẹp trai, tới đây để thăm nàng nè. Hả? Lại là anh đó hả? Tôi đã bảo anh nhiều lần rồi, tôi không thích anh. Anh đi về đi. Trời ơi, về sao mà về? Chẳng phải là cha của nàng và cha của ta đã quyết định là hai chúng ta sẽ cưới nhau rồi sao? Hả? Cưới anh hả? Còn lâu, tôi sẽ không bao giờ cưới anh đâu. Please. Công chúa, tại sao lại để đối xử với ta như vậy? Buồn quá. Trời ơi, cái tên hoàng tử đáng ghét này, thấy chưa? Công chúa Sammy đâu có thích cười đâu. Trời đáng trời, đáng trời. Em đâu có cười gì đâu hoàng tử. Em đâu có cười gì đâu hoàng tử, nghe nhầm rồi đó. Em đâu có cười gì đâu. Coi chừng ta đó. Dạ. Công chúa. Trời ơi, cái tên hoàng tử đáng ghét này, tự nhiên công chúa không thích hắn, cái hắn quýnh mình các bạn ơi. Đúng là cái đồ đáng ghét. Nhưng mà cũng may là công chúa Sammy không có thích cái tên hoàng tử này. Vậy là mình, tính ra mình cũng đâu có cơ hội đâu ta. Tính ra người ta là hoàng tử mà người ta còn bị từ chối như vậy, còn mình chỉ là một người hầu ở trong cung điện thôi, thì làm sao mình có thể thích công chúa được? Làm sao công chúa có thể đồng ý thích mình được chứ? Nhưng mà khoan đã, không được. Là con người thì chúng ta phải có hy vọng, đúng không các bạn? Với lại là mình thích công chúa thật lòng mà. Bây giờ mình nghĩ rằng là mình nên làm cái món quà đó để tặng cho công chúa. Lúc đó công chúa sẽ cảm động, công chúa sẽ thích mình. Trời ơi, sao nghĩ thấy nó đơn giản quá ta. Chắc không có dễ vậy đâu. Nhưng mà thôi, mình sẽ làm cho công chúa một cái vườn hoa thật là đẹp, bởi vì mình biết công chúa rất là thích hoa. Ok, được, làm hoa. Xong, ok, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong được cái vườn hoa này để tặng cho công chúa rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, cái vườn hoa nó đẹp gì đâu mà nó đẹp thơ mộng gì đâu luôn trời. Ước gì bây giờ trong Minecraft mà có mấy con bướm bướm mà mình để cho nó bay xung quanh, nó là quá trời đẹp luôn. Ôi, công chúa kìa. Ê, công chúa ơi, công chúa Sammy ơi, công chúa Sammy. Em chào anh nha. Có chuyện gì không nhở? Dạ, tôi xin chào công chúa. Xin tự giới thiệu với công chúa nha, tôi là người hầu ở trong cung điện này. Tôi biết rằng là công chúa rất là thích hoa, cho nên hôm nay tôi có chuẩn bị, tôi làm nguyên cái vườn hoa thật là đẹp cho công chúa nè. Đây là vườn hoa mà anh làm hả? Đúng rồi, tôi làm á công chúa. Bây giờ nha, công chúa có thể đem người ta bàn học ra đây, công chúa để ở giữa cái vườn hoa, công chúa ngồi học bài. Trời ơi, nó thơ mộng, nó đẹp dễ sợ luôn á. Đẹp quá. Đừng làm như ta. Ủa, cái gì vậy? Cái tên người hầu kia, người dám xây ra cái bãi hoa này, dám xây ra cái chuồng hoa này để tặng cho công chúa của ta là sao hả? Ủa trời, hoàng tử ơi, tôi xây cái vườn hoa này tôi tặng cho công chúa thôi, chứ tôi có làm gì đâu mà hoàng tử phun lửa cháy hết vườn hoa của tôi rồi hoàng tử ơi. Không được, chỉ có một mình ta là được tặng hoa cho công chúa thôi, còn hoa của ngươi hả? Ta đó. Hoàng tử, trời ơi, vườn hoa tôi xây, trời ơi, cháy hết vườn rồi. Trời ơi là trời, cái tên kia, tôi đã bảo với anh rồi, tôi không thích anh, anh phá hoài vậy, bực mình thật chứ. Công chúa. Ôi, công chúa bỏ đi mất tiêu rồi. Cái gì vậy? Hoàng tử làm gì hoàng tử? Đó là trời. Ủa nhưng mà tại sao hoàng tử đốt thần, hoàng tử phá vườn hoa, thần có làm gì đâu? Tại vì chỉ có một mình ta mới được tặng hoa cho công chúa, còn cái loại thấp hèn như ngươi á không bao giờ được tiếp cận công chúa, hiểu chưa? Ok, tôi biết, tôi
biết là tôi là người hầu trong cung điện. Tôi nghèo, tôi hèn. À không, tôi nghèo thôi chứ tôi không có hèn nha. Tôi không giống hoàng tử đâu, chỉ suốt ngày biết dùng tiền của cha mẹ sao đem đi để láo à, láo nè. Được rồi, hoàng tử, người đừng có mà xem thường người khác như vậy. Rồi một ngày nào đó ha, tôi sẽ giàu bằng người cho mà coi. Để người coi, người giàu đến cỡ nào. Lần sau mà thấy người tiếp cận công chúa nữa, người không xong với ta đâu. À, công chúa, công chúa. Trời ơi, cái tên hoàng tử này nhớ hắn ta bị khùng hay sao, trời thấy ghê quá. Nhưng mà tính ra hắn ta nói cũng đúng mà. Mình chỉ là phận gọi là gia nhân người hầu ở trong cung điện thôi, làm sao có quý quyền gì mà được gặp công chúa chứ. Nhưng mà không được, chẳng lẽ mình suốt đời phải làm một cái người hầu ở trong cung điện thế này sao? Không được, không được, không được. Mình phải có chí cầu tiến, mình phải phát triển hơn, mình phải mạnh mẽ lên để mình vượt qua được cái sự khó khăn lúc này. Thôi thôi được rồi, tôi sẽ xin tôi không làm người hầu ở trong cung điện nữa. Làm người hầu tháng lương 3 cọc 3 đồng, tiền đâu mà có mà mua nhà mua xe. Tôi sẽ bỏ cái cung điện này tôi đi. Tôi sẽ kiếm cái nghề á, tôi làm để tôi kiếm tiền. Nhất định một ngày đó tôi sẽ giàu hơn cái tên hoàng tử kia. Đi ơi, bực quá mà. Mãi vô, mãi vô. Có ai muốn mua tôm cá rồi rau củ hay không? Nhớ vô đây mua cửa hàng của tôi nha. Cửa hàng của tôi bán đồ ăn siêu ngon nè mấy bạn ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, tính ra nha, mình sau khi hủy hợp đồng làm người hầu của cung điện đó, thì bây giờ mình ra ngoài chợ mình làm nghề bán cá, bán hải sản nè, bán trái cây, bán rau củ. Trời ơi, có gì đâu, nhiều nghề để làm mà mấy bạn. Ít ra vẫn đỡ hơn làm người hầu. Làm người hầu tiền lương đã ít rồi mà suốt ngày ấy còn phải gặp cái tên hoàng tử Chiron đáng ghét nữa. Hắn ta lúc nào cũng ăn hiếp mình trơn á. À, người hầu phong cận, hôm nay ngươi ra đây để bán đồ ăn ở ngoài chợ hả? Bán đắt không ta? Ủa, bán đắt hay không á là chuyện của tôi, hiểu không? Bây giờ tôi đâu có còn làm người hầu ở trong cung điện ở đâu, cho nên là anh không có quyền gì để bắt nạt tôi đó, anh hiểu không? Nhưng mà khoan, từ tôi nói anh nghe nè, anh đến đây để mua hải sản của tôi đúng không? Tôi biết á là tôm, cua, thịt cá tôi nó ngon thiệt, nhưng mà tôi không có bán cho anh đâu, anh đi về đi. Ngươi nghĩ là ta sẽ mua những cái thứ đồ ăn rẻ tiền đấy hả? Tao không thèm ăn đâu. Ta nói cho ngươi biết nè, ta chính là hoàng tử của cả cung điện và đất nước này. Ta có quyền quản lý khu chợ này. Bây giờ ta không cho phép ngươi được bán ở đây nữa. Ủa cái gì nè nè, tôi nói anh biết nha, anh là hoàng tử của nước láng giềng chứ không phải là của nước này nha. Công chúa mới là mới là người cao quyền nhất cái nước này, anh hiểu không hả? Tên người hầu kia, ta nói cho ngươi biết một điều này. Bây giờ hoàng tử là nước láng giềng đúng không? Nhưng mà thì sao nào? Hoàng tử là vị hôn phu của công chúa, mà vị hôn phu của công chúa thì sao? Chính là đức vua sau này ở đây đó. Ôi, tên lính kìa. Bây giờ ngươi không cần nói nhiều nữa đâu. Ngươi không cần nói nhiều nữa. Đập luôn cái sập rồi cho ta. Dạ, thưa hoàng tử. Đập hết, ta đập hết sẽ khỏi cho ngươi buông bay luôn. Đi đây. Cái tên hoàng tử đáng ghét này. Trời ơi, hắn ta phá nguyên cái khu cái chợ của mình rồi. Trời ơi, cái tên hoàng tử đáng ghét. Trời ơi, thiệt luôn á. Ở trong cung điện nhiều á, làm người hầu á, đâu có được ăn uống đầy đủ đâu. Giờ gầy gò suy dinh dưỡng, không quýnh lại hắn nữa. Bực thiệt sự luôn á trời. Làm hoàng tử ăn cho nhiều vô rửng mỡ rồi, suốt ngày đi bắt nạt người khác. Thôi được, nghĩ rồi. Trước tiên á, không cần phải kiếm tiền trước đâu. Mình cần phải có sức khỏe trước để không ai thể bắt nạt được mình nữa. Được, tôi sẽ đi tập gym để tôi cho cái tên hoàng tử này biết tay. Trời ơi, tức quá. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có nhận ra mình là ai không hả? Đúng vậy, chính là tôi Phong Cận TV đấy bạn ơi. Và mấy bạn thấy mình có gì thay đổi không? Mấy bạn thấy cơ bắp của mình cuồn cuộn chưa? Rồi có thanh niên kia lại gần để đọ cơ bắp với mình nè. Nhưng mà xin lỗi nha, cơ bắp của anh to hơn cơ bắp của bạn á nha bạn. Ok, thì bây giờ nha, mình đã có cơ bắp rồi bạn ơi. Mình sẽ luyện tập nhiều hơn để mình gọi là bự hơn nữa. Lúc đó mình sẽ khỏe mạnh hơn nha. Là cái tên Chiron sẽ không còn có thể mà dám rồi đối đầu với mình nữa. Chắc luôn mấy tên lính của hắn ta luôn. Ok, bây giờ ở bên này nè bạn nhìn nè, đây cái này là cái nhà vệ sinh nè bạn á. Cái này là cái bồn cầu mà. Mấy bạn biết cái bồn cầu để làm gì không? Là để mình tập luyện thể dục với bạn. Mình có thể khinh một lần gọi là 6 cái bồn cầu mà bạn coi nè. Đó, mỗi ngày mình phải luyện tập như thế này nè bạn. Đó, mình cứ khinh như thế này nè. Đó, bạn thấy mình khỏe ghê chưa? Mình khinh một lần 6 cái bồn cầu luôn đó. Khinh nhiều hơn nè. Bây giờ tôi khinh 6 bồn cầu nữa nè. Đó, kéo. Trời, té rồi, trời cắm mặt luôn rồi. Sao mà tiếng té ơi. Ôi, nhảy lên. Ôi, kéo lại.
Rồi, thôi, hồi nãy là lỗi nha các bạn nha. Nãy là đang kéo bị té thôi, này là lỗi nha các bạn. Ok. Rồi, bây giờ tôi luyện tập xong nha, tôi sẽ qua bên đây nè đó, tôi đứng ở ngay cái chỗ cái này để bạn biết giờ cục tạ đó bạn. Giờ là tôi sẽ khinh tạ qua bên cục tạ to nè đó, lấy cái cục tạ to khinh cho nó mạnh. Ok, bạn coi nè. Ui, chống đậy, chống đậy. Đó, tôi sẽ tập dưới này từ từ cơ bắp của tôi tăng lên bự hơn nữa. Ok, yes. Nhưng mà bây giờ á khinh mấy cái bồn cầu này á thì không biết bao giờ cơ bắp của tôi mới có thể to hơn được nữa, cho nên bây giờ tôi sẽ qua bên đây. Đây là màn tiếp theo nữa bạn ơi, thế giới tiếp theo nữa. Ở bên đây chúng ta sẽ khinh những cái vật phẩm khác nữa nè. Ở bên này là có gì đây? Trái banh y học hả? Ok, lấy trái banh. Ok, khinh một lần ba trái banh thử coi. Đó, trời ơi, đúng là có cơ bắp vô rồi, khỏe thiệt sự bạn ơi. Tôi về lại thế giới Minecraft, tôi nắm đầu tên Kaidon, tôi kéo đi vòng vòng luôn hả? Sau một tháng trời tập luyện của tôi, bạn thấy là tôi giờ cơ bắp cuồn cuộn hơn rồi, tôi không còn ốm như lần trước ở đâu. Bây giờ chỗ này là gì đây? Chỗ này là cục tạ hả? Ok, cục tạ nặng không ta, để kéo thử coi. Tạ này cũng không nặng lắm mấy bạn ơi, kéo nó cũng được nè, bạn thấy không? Đó, rồi kéo qua bên đây, kéo qua bên đây. Xong. Trời ơi, quá đơn giản luôn. Bây giờ tôi sẽ thử tôi kéo một lần gọi là nhiều cục tạ, 5 tạ kéo lần 5 tạ coi được không nha. 1 2 3 4 5. Đó, tôi sẽ kéo một lần 5 cục tạ cho bạn coi nè. Đó, bạn thấy tôi khỏe chưa? Trời ơi, quá đỉnh luôn bạn ơi. Kéo bên này, có cái gì nó nặng hơn cho tôi kéo không? Chứ mấy cục tạ này yếu quá. Trời ơi, làm sao mà có thể gọi là khó tôi được. Bên này là gì đây? Bên này hình như là cái bánh xe. Ok, tôi thử kéo cái bánh xe coi như thế nào nha. Ok, kéo thử bánh xe nè. Bánh xe thì có vẻ là nặng hơn các bạn ơi, nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn có thể kéo được. Giờ tôi sẽ thử tôi kéo lần 5 cái bánh xe luôn cho các bạn coi nha. Lấy một lần 5 cái bánh xe nè. Đó, 6 cái luôn, khỏi lấy 5 cái. Ok. Ê, trời ơi, tôi lấy nhiều quá giờ nó kéo tôi lên luôn, tôi không di chuyển được luôn. Trời ơi, nó hùng nhiều quá. Thả xuống một cái, Ok, kéo đó. Kéo không được, kéo 4 cái. Ôi trời, kéo 4 cái không được luôn. Kéo 3 cái thì sao? Kéo 3 cái được các bạn ơi, 4 cái kéo không nổi. Vậy là bây giờ mình phải tập luyện nhiều hơn nữa thì mình mới kéo được các bạn ơi, chứ hiện tại là mình vẫn còn yếu lắm. Ok, mình sẽ luyện tập đến khi nào mà mình có thể kéo được một lần 5 cái bánh xe luôn, lúc đó thì mình không còn phải sợ cái tên Kairon nữa. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên đây mình tập tạ tiếp nè. Đây, tạ đây, lấy cục tạ, khinh cục tạ lên, tập nè. Cố lên, cố lên. Ôi trời, mà sao cái cục tạ cảm giác nó nhẹ quá vậy ta? Không có được, phải lấy cục tạ to hơn mới được. Qua bên đây coi thử cái cục tạ bên đây có nặng hơn không nha. Ok, thử cục tạ này coi. Cục tạ có vẻ là bự hơn nè bạn. Ok, tập thôi. Cố gắng tăng cường cơ bắp. Rồi ok, tập xong rồi đó. Bây giờ tôi qua bên đây tôi kéo thử coi, nếu mà tôi kéo một lần được năm cái gì ta bánh xe là coi như tôi thành công, còn kéo không được tôi phải tập tiếp nha các bạn nha. Ok. Rồi, một cái bánh xe đầu tiên tôi sẽ kéo nè, mày thấy không? Ok. Hai cái bánh xe nè. Rồi ok. Ba cái bánh xe nè. Kéo lần ba cái bánh xe. Vẫn còn kéo được, mạnh hơn rồi. Ok. Bốn cái bánh xe nè. Bốn cái bánh xe. Rồi, năm cái bánh xe nè. Đấy, bây giờ là mình sẽ kéo một lần 5 cái bánh xe nha các bạn nha. Mình mà kéo được 5 cái bánh xe là coi như mình thành công nè. Rồi ok, chuẩn bị nha các bạn. Kéo 5 cái bánh xe là chuyện quá đơn giản với ta. Đó, mày thấy không, mình bắt đầu mình di chuyển rồi nè. Mặc dù hơi chậm xíu nhưng mà mình cũng đã kéo được các bạn ơi. Trời, thanh niên bên kia kéo gì một lần nhiều vậy? Không sao. Mình kéo 5 cái bánh xe thôi, mình biết lượng sức mình các bạn ơi. Ok, kéo. Kéo nè, qua bên đây. Trời ơi, quá là khỏe luôn. Rồi bây giờ thì tập tạ tiếp. Tập tạ. Cố lên. Sau 3 tháng tập game thì bây giờ mấy bạn hãy nhìn mình đi. Mấy bạn thấy gì chưa? Cơ bắp cuồn cuộn trên bụng 6 muối. Bây giờ con chuột của mình nó to như con bò luôn rồi bạn ơi. Mình sẽ không còn sợ ai nữa. Bây giờ nhìn mình hơi bị đẹp trai, nhưng mà mình vẫn nghèo bạn ơi. Nói chung là cũng nghèo thì nghèo thiệt á, nhưng mà không sao. Mình có sức khỏe, mình còn sợ ai. Lên phong cận TV kìa. Ngươi đi đâu 3 tháng nay mà bây giờ mới xuất hiện lại vậy? Sao cái cơ bắp của nó to như con chuột kìa? Lâu lắm rồi mới gặp lại ngươi ha, hoàng tử Kairon. Nghe bảo đâu là 3 tháng trời nay ngươi vẫn quyết tâm muốn tỏ tình công chúa Sammy, nhưng mà công chúa Sammy vẫn đâu có chọn ngươi đâu, đúng không? Cho nên bây giờ ngươi giận dữ, ngươi đi kiếm ta đi kiếm chuyện nữa gì. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta không còn là phong cận của ngày xưa đâu. Ngươi nhìn đi, con chuột của ta nó to như con bò luôn rồi. Ngươi dám đụng đến ta không? Con bò hay là con heo ta không quan tâm, nhưng mà bây giờ ngươi nghĩ là một mình ngươi có thể đấu lại được tinh lính của ta sao? Ôi, lính sự đó cha. Được, vậy thì kêu lính lên đây thử coi. Vô ơi, ngon nhậu đây. Vô ơi, đâu quýnh đây. Vô ơi. Không sao, thành con vũ khí, thành không sợ tên này đâu. Không sợ, vô thử coi. Trời ơi. Đâu có dẻo nữa, đánh em đi. Ta nói cho ngươi biết nè, sau
một thời gian á, ta tập gym á, thì bây giờ á, ngươi nhìn đi, con chuột của ta không chỉ nó to đâu, mà cái da của ta bây giờ nó cũng cứng ngắc nữa, tại vì ta có cơ nhiều rồi, làm sao mà dao kiếm có thể mà đâm vô người ta được hả? À, ngươi nghĩ là ta sợ gì hả? Có ngon chưa đây? Vô đây. 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 Trời ơi, xạo xạo hoàng tử kiểu gì suốt ngày chỉ được có người hầu đi theo thôi chứ làm được cái gì. Suốt ngày á núp đằng sau mấy tên lính, trời vô đấm có hai cái ngất xỉu rồi. À, nhưng mà nói tính ra vậy mình cũng khỏe hơn thôi chứ mình đâu có giàu hơn hắn ta đâu ta. Hay không được. Bây giờ mình mà muốn gọi là có được công chúa thì mình phải giàu hơn hắn ta. Mình vừa đẹp trai, mình vừa giàu hơn hắn, vậy là mình hơn hắn rồi. Nhưng mà bây giờ làm cách nào để giàu hơn hắn đây? Dù mình bây giờ có đẹp trai ra, có khỏe mạnh cỡ nào thì mình vẫn nghèo. Các bạn nhìn cái nhà của mình nè. Bây giờ làm cách nào ta? À, đúng rồi, mình đã có một cách. Hay là bây giờ á, mình sẽ bán cái căn nhà này đi. Sau đó là mình sẽ mở, mình sẽ lên trên xì phố. Ok, mình lên trên xì phố để mình mở một cái cửa hàng bán bánh hay là gì đó để mình kiếm tiền. Đúng rồi, bây giờ ở dưới đây á, bán tôm bán cá thế nào cũng bị cái tên hoàng tử kia ha phá đám nha mà coi. Cho nên mình sẽ lên trên xì phố. Ok, được. Rồi, bán cái nhà này thôi. Lên xì phố kiếm tiền. Rồi, ok bạn ơi. Và sau một thời gian suy nghĩ đắn đo thì bây giờ mình cũng đã nghĩ ra được mình sẽ làm nghề gì rồi bạn ơi. Dạo gần đây á, có rất là nhiều bạn thích ăn bánh ngọt luôn, cho nên mình nghĩ mình sẽ mở một cái cửa hàng bánh ngọt để mình bán bánh ngọt nha các bạn nha. Ở chỗ này là mình có thuê một cái miếng đất này nè. Mặc dù là tôi nghèo nhưng mà tôi cũng có tiền tiết kiệm nha các bạn. Tôi thuê được cái miếng đất này nè. Bây giờ tôi sẽ xây cho tôi một cái nhà máy donate nha. Ok, xây một cái nhà máy nè. Đây, ok. Nhà bán bánh donate của Phong Cận TV. À, đây các bạn thấy nè, ở chỗ này là cái máy đang sản xuất bánh nè các bạn. Đấy. Thì những cái bánh ở đây á là chúng ta sẽ có thể bán để có được tiền nha các bạn nha. Đây. Đó, mình sẽ lấy mấy cái bánh nè. Đó là mình sẽ có tiền. Đấy, cái máy này của mình nó rất là hay luôn nha các bạn. Mấy bạn chỉ cần đứng đây nè, bạn nhìn thấy không? Cái máy của mình nó sẽ tự sản xuất được những cái bánh, và những cái bánh nó sẽ rơi xuống dưới nè, sau đó sẽ trôi qua bên đây. Rồi rơi bên đây là nhiệm vụ của mình là chỉ cần nhặt nó thôi. Đó, nhặt nó. Đấy là mình đã có được 300 tiền rồi. Ok. 300 tiền này á thì tôi sẽ mua cho tôi một cái máy cắt hình đi. Đó, mấy cái máy cắt hình này làm gì các bạn biết không? Để cho nó cắt hình tròn nè. Đó, bánh donut là phải có hình tròn hay các bạn hiểu không? Đấy, nó sẽ ra chúng ta một cái bánh hình vuông, sau đó trôi qua đây cái thành cái bánh hình tròn. Ê. Ok, có nghĩa là chúng ta làm cái bánh nó càng đẹp thì chúng ta sẽ càng được nhiều tiền nha các bạn nha. Ok, mình sẽ nhặt vô nè, nhặt vô nè. Đấy. Rồi, hiện tại bây giờ mình đang có 500 tiền đúng không? 500 tiền thì mình sẽ mua cho mình một cái lò nướng. Đây cái lò nướng nè, đó có lửa cháy bên trong, bạn thấy không? Cái bánh nó đi ngang qua thì nó sẽ được cháy lên rồi sau đó được phồng lên nhìn ngon hơn nè, thấy không? Đấy, ok. Bây giờ mình qua bên đây để xem cái bánh mà sau khi nướng xong được bao nhiêu tiền nè. Cái bánh mà mình chưa nướng á thì mình sẽ được 75 tiền. Ok, còn bánh mà đã nướng rồi thì mình sẽ được 100 tiền. Wow, ok, ngon, được. Tôi sẽ để cho nó nướng nè. Ok, rồi. Hay, nhưng mà nướng như thế này á nhìn có vẻ cũng không được đẹp mắt lắm các bạn ơi. Chúng ta cần phải có thêm kem sô cô la rồi kem dâu cái kiểu bỏ lên cái bánh nữa thì nhìn nó sẽ ngon hơn, bán sẽ được nhiều tiền hơn đúng không? Ok, giờ trước tiên mình sẽ xây cho mình cái sàn nè. Đấy, ok, xây mình cái sàn, sau đó mình sẽ nhặt mấy cái bánh vô. Rồi ok, sau đó mình sẽ xây cho mình thêm cái quầy bán bánh. Đấy, ok, rồi mình sẽ xây từ từ cho cái tiệm mình to ra hơn nha các bạn nha. Bây giờ khách đến đây mua bánh của mình quá trời luôn các bạn ơi. Mình nghĩ là mình cần phải có một nhân viên để giúp cho mình gọi là đưa bánh cho khách. Ok, được, mình sẽ lượm mấy cái bánh này vô. Nhanh. Ok, thu thập tiền nè. Sau đó mình sẽ mua cho mình một cái người thu ngân đi. Ok, mua một người thu ngân nha. 4.800 một người thu ngân luôn hả? Đắt dữ vậy trời. Ờ, quý khách đợi bọn em xíu nha. Rồi xong người ta đi mất tiêu rồi. Trời, không được, lấy bánh nhanh hơn các bạn ơi. Không thôi là khách đi hết trơn luôn mà xong luôn á. Lấy nhiều vô. Ok mấy bạn ơi, mình đã gần đủ tiền để mình gọi là thuê một nhân viên đứng đây để làm thu ngân cho mình nè các bạn. Đó, để bán bánh cho mình. Ok, đủ tiền rồi nè. Mình sẽ mua cho mình một nhân viên nè. Đấy, nhân viên sẽ đứng ở đây và bán bánh cho mình nha các bạn nha. Ok, bán bánh cho khách giúp tôi nha. Ok, rồi. Bây giờ tôi cần phải thuê thêm một đầu bếp nữa để đầu bếp làm mấy cái bánh ngon hơn sẽ bán được nhiều tiền hơn. Ok. Rồi, sắp đủ tiền để thuê thêm một đầu bếp rồi. Ok, đủ tiền, mình sẽ thuê cho mình thêm một đầu bếp nữa nè. Đây, đầu bếp sẽ đứng ở đây để nhận bánh giùm cho mình sau đó giao cho khách nha các bạn nha. Ok, có đầu bếp rồi nè. Hay. À, dạ quý khách đợi xíu nha, bánh sắp xong rồi quý khách chờ bọn em xíu nha. Ok. Làm nhanh. Hay, trời ơi, khách hàng đến đây mua bánh của mình nhiều quá trời quá đất luôn các bạn ơi. Đầu bếp làm không xuể luôn á. Đúng thiệt các bạn thấy không? Người ta thường nói rằng là có làm thì mới có ăn. Đó, chúng ta phải chăm chỉ, có công mài sắt có ngày nên kim. Đó.
Cho nên bây giờ mình sẽ ra ngoài đây nè. Bây giờ mình đã có tiền rồi đúng không? Mình sẽ xây cho mình một cái tường để xây cho trang trí cho cái cửa hàng của mình. À trời quá đẹp luôn bạn ơi. Ok, ở bên này mình sẽ làm thêm cái cửa sổ đi. À rồi ok. Ủa cái gì? Xây một cái tượng bánh donut. Ok, xây luôn cái tượng luôn. Trời ơi, cái bánh donut bao đùng kế bên mình luôn. Quá là đẹp, bảo đảm khách vô đông nườm nượp luôn các bạn. Ok, trời ơi, khách vô nữa nè. Dạ, kính mời quý khách. Ok, quý khách vô mua bánh đông quá. Rồi, cửa hàng phải có cái cửa chứ. Ok, mình sẽ xây thêm cái cửa nè để chống trộm nha các bạn nha. Ok, cái này là tắt nè. Cái này là mở nè. Ok đấy. Bây giờ bên đây là mình sẽ xây thêm cái hàng rào. Mình sẽ xây thêm cho mình mấy cái bộ bàn ghế đó. Trời quá trời luôn. Hình như là hết tiền rồi. Phải bán thêm. Ok, có bàn ghế cho khách hàng ngồi luôn rồi nè. Đấy, trời ơi, tiệm của mình bắt đầu xịn hơn rồi các bạn ơi. Hey, à, đầu bếp làm bánh nhanh giao cho khách đầu bếp ơi. Trời ơi, khách đợi quá trời kìa. Rồi ok, có thêm tiền rồi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài đây, mình xây cho mình một con đường thật là đẹp cho dễ cho khách hàng có thể đi vô đây một cách gọi là thoải mái hơn đã. Trời ơi, mới vừa xây cái đường thôi là có 4 vị khách vô luôn nè, thấy không? Ok, khu vực ghế ngoài trời hả? Trời, có nên xây cái ghế ngoài trời cho khách ngồi ngoài đây không ta? Thôi chắc không cần đâu. Mình nên xây cho mình một cái ghế ở trong đây như thế này nè. Đó, để cái bộ bàn ghế ở đây cho khách ngồi đông hơn. Đó. À dạ, em chào hai chị nha. Chúc hai chị ăn bánh ngon nha. Hai chị, sao cái chị bên đây nhìn cái con mắt của chị ấy nhìn kỳ quá vậy trời? Sao chị này có cái con mắt to vậy? Ồ, chị giống em á chị ơi. Ok, chúc hai chị ăn bánh vui vẻ nha. Ok. Trời ơi, nhiều khách vô đây mua bánh quá bạn ơi, tiền đếm không xuể luôn. Hay. Được rồi, bây giờ mình sẽ qua bên đây mình xem coi. Hiện tại bây giờ mình đang có 100 kim cương rồi. 100 kim cương này, mình nghĩ rằng mình nên mua thêm một cái vị bánh nào đó mới. Ok, mua thêm cái vị bánh màu xanh lá cây nè các bạn. Đấy, cái bánh xanh lá cây này là bánh bánh gì có màu xanh lá cây ta? Thôi cởi đi. Nói chung là nhiều tiền là được. Ok, nhiều tiền là được. Rồi ok nha. Lấy. Bây giờ mình sẽ ra ngoài đây, mình xây cho khách thêm ghế ở ngoài trời nè, đó, bàn ở ngoài trời nè, mái hiên đâu nữa. Đó, che chở cho khách đó. Ở ngoài trời là có rất là nhiều người thích ăn là ăn ngoài trời, bạn hiểu không? Không thích vô quán đó, cho nên mình sẽ xây ở ngoài đây luôn. Đó, trời ơi. À, chúc quý khách ăn ngon miệng nha quý khách. Trời ơi, cảm ơn quý khách nay đã đến ủng hộ quán bánh của em nha. Nhớ ủng hộ em nhiều nha quý khách. Cảm ơn quý khách. Ok. Hay, coi bộ kỳ này á là mình giàu to rồi các bạn ơi. Mình đã xây dựng cho mình được một cái tiệm bánh donut vô cùng nổi tiếng và ở đây có rất là nhiều người đến đây để mua bánh của mình luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, mình sẽ bán thử trong vòng nửa năm coi không biết lúc đó mình có giàu hơn cái tên hoàng tử Kairon đáng ghét kia hay không. Nhưng mà nói chung là hiện tại mình thấy là tiền mình kiếm hơi bị nhiều rồi đó. Ok, thôi chăm chỉ buôn bán nào. Kính chào quý khách. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem video. Các bạn có nhận ra mình là ai không? Trời ơi, làm sao nhận ra được? Bởi vì lúc này nhìn mình đã khác ngày xưa rất là nhiều rồi đúng không? Ngày xưa mình mặc đồ rách rưới, mình chỉ là một người hầu ở trong cung điện thôi. Còn bây giờ bạn hãy nhìn đi, mình cưỡi ngựa kim cương, mình mặc đồ hoàng tử, mình còn có rất nhiều kim cương trong người. Là bởi vì sau bao nhiêu khó khăn, cố gắng, vất vả của mình thì mình cũng đã giàu lên rồi bạn ơi. Và bây giờ cái tên hoàng tử Kairon kia không còn là cái gì đối với mình nữa hết. Thôi được rồi, ngựa, bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào cung điện để gọi là gặp lại công chúa Sammy nào. Let's go, đi thôi. Mà không biết công chúa Sammy với lại tên hoàng tử Kairon có cưới nhau chưa ta? Ủa, hình như bên kia là hoàng tử Kairon với lại là tên người hầu mà, phải không ta? À, hình như bọn chúng đang nói chuyện gì với nhau thì phải. Từ từ, để lại nghe thử coi. Ta rất là vui khi mà công chúa Sammy cuối cùng còn đã chấp nhận lấy hoàng tử Kairon làm chồng. Con đâu có thích hoàng tử Kairon này đâu. Rõ ràng là cha ép con mà. Cuối cùng cũng đã cưới được công chúa rồi. Công chúa yên tâm, tôi nhất định là sẽ chăm sóc nè, yêu thương nè, mình nuông chiều công chúa. Được rồi, không nói nhiều nữa. Bây giờ hai con có đồng ý lấy nhau làm vợ chồng không nào? Con đồng ý. Con dừng lại, không được. Ngồi lâu vậy. Công chúa Sammy, tên người hầu phèn nè. Ủa sao ngươi lại đây? Nè, ta nói cho ngươi biết nha, ta không còn là người hầu ở đâu, đừng có kêu ta là người hầu phèn đó nha. Công chúa Sammy, công chúa không được lấy cái tên Kairon điểu cán này, không được lấy hắn. Nhưng mà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hả? Cái tên kìa, ngươi là người hầu dám vô đây phá đám cưới của tụi ta hả? Có tin lại giờ ta chảm ngươi luôn không? Lão toét à, ngươi tưởng là ta còn sợ ngươi hả? Bây giờ ta cũng giàu ngang ngưỡng ngươi rồi chứ ta không có gọi là thua ngươi đâu, đừng có tưởng mà ta sợ ngươi nha. Dạ thưa đức vua, tôi có chuyện muốn nói với người. Thật ra cái tên Kairon này hắn ta đã có một âm mưu từ trước. Câu chuyện là như thế này, mới hồi nãy tôi đã nghe hắn ta nói chuyện với mẹ một cái tên lính và cái câu chuyện đó là như thế này.
Tên lính kia, nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi á, ngươi làm tới đâu rồi? Tất nhiên là tôi đã làm xong rồi ạ. Hoàng tử cứ yên tâm mà. Tốt lắm, tốt lắm. Chỉ cần ta cưới được công chúa thì bao nhiêu thứ từ vàng bạc châu báu tất cả sẽ thuộc về ta. Lúc đó ta sẽ trở thành người giàu nhất cái lâu đài này. Hoàng tử đúng là người thông minh nhất thế giới luôn á. Tại sao trên đời có người thông minh như hoàng tử vậy? Chỉ hoàng tử chỉ cần cưới công chúa thôi là người sẽ trở thành người sang trọng nhất cái thế giới này. Đâu còn ai có thể chống lại được hoàng tử nữa chứ. Chứ còn gì nữa. Tới lúc đó ta muốn cưới bao nhiêu cô vợ cũng được. Có khi ta lại đuổi Sammy ra khỏi cung điện luôn. Thưa đức vua, chuyện là như vậy đó ạ. Chuyện này là sao? Người nó láo rồi. Chuyện này là có thật hả? Không biết nữa. Alo, Giang à, ơi, tạm biệt nha. Chúng ta lại tự cái đó kìa. Đứng lại đó. Trời ơi, dám làm mà không dám chịu, giờ còn bỏ chạy ra sao mà hèn quá vậy hả? Mày quá, thấy chưa? Xém nữa mà tôi không vô thông báo á là công chúa là phải cưới cái tên Chiron hoàng tử đáng ghét đó rồi. Mày quá. Mày ghê luôn à, cảm ơn cậu nha. Nếu không đợi tôi dính với ông kia chắc khùng quá à. Trời ơi, cảm ơn hoàng tử nha. Không sao đâu mà, tôi chỉ làm những cái gì mà tôi nên làm thôi. Dạ thưa đức vua, có thể đức vua vẫn còn nhớ thần. Thần chính là một người hầu đã từng ở trong cung điện này. Và hôm nay á, thần đến đây á cũng là để, thật ra thì trong thời gian vừa qua thần cũng đã cố gắng phát triển bản thân mình hơn. Và bây giờ thần cũng đã trở thành một người rất là giàu có rồi. Cho nên thần nghĩ thần cũng đã xứng đáng với công chúa. Cho nên hy vọng rằng đức vua sẽ cho phép thần được hẹn hò với công chúa. Xét thấy ngày trước ngươi cũng là một người hầu tốt bụng, cũng là một người hầu hết lòng về cái lâu đài này. Bây giờ ngươi đã phát triển hơn, ngươi đã tốt hơn, cũng đẹp trai hơn, giàu có hơn. Dạ. Được rồi, ta quyết định, ta sẽ cho phép ngươi và công chúa hẹn hò. Thiệt hả? Thiệt hả đức vua? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn đức vua. Ơi nhưng mà khoan đã, còn công chúa thì sao? Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là công chúa nè. Công chúa có đồng ý hẹn hò với tôi không? Thực ra nếu mà cậu không biết, tôi đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Hả? Cái gì? Công chúa thích tôi từ lâu lắm rồi hả? Ủa nhưng mà từ lâu là khi nào? Từ hồi cậu còn làm người hầu cơ. Tôi thấy cậu là một người rất là tốt bụng, rất là hiền lành, nên tôi rất cực kỳ thích tính cách của cậu. Nên tôi đã thích cậu từ đó. Trời ơi, vậy mà công chúa không nói sớm, làm tôi là phải cố gắng đi làm cực khổ vất vả, bây giờ tôi mới dám quay về đây á để tỏ tình công chúa nè. Trời ơi, vậy mà công chúa không nói sớm cho tôi biết thì vậy thôi được rồi. Cảm ơn công chúa rất là nhiều, bởi vì công chúa đã đồng ý chọn tôi. Vậy thì bây giờ á, chúng ta hẹn hò nha. Tôi hẹn hò đi. Dạ, thưa đức vua, con xin phép đức vua được cho phép con đưa công chúa đi uống tà tưa nha. Dạ, được rồi công chúa ơi, một mình đi thôi nào, let's go. Đi thôi, yeah, đi uống tà tưa nào. Này Sammy ơi, Phong muốn uống tà tưa. Hello team, hello team.